Dạ rồi, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên sáng của ngày 26 tháng 1 năm 2021. Thì cây lan rừng Phú Thái của em vừa về một lô quế trắng tháng 8 cho cả nhà nha. Thì sáng hôm nay em chỉ quay quế trắng tháng 8 cho cả nhà mình sưu tầm nha. Còn buổi phiên chiều này thì em sẽ về một số mặt hàng khác nha, có như gồm có nhiều loại nha. Chiều thì em có hài đủ loại nha cả nhà nha. Rồi cẩm cù, rồi địa lan kiếm hồng nha. Rồi có kiều nữa nha cả nhà nha. Thì hôm nay sáng nay cái lô quế này mới về thì em sẽ quay lên cho cả nhà mình sưu tầm quế nha. Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Quế trắng tháng 8 thì hoa thì màu trắng nha, mùi thơm thì là cực kỳ thơm rồi. Nó nói là quế thì mùi hương của quế thì nó xếp vào dạng đệ nhất hương rồi nha cả nhà nha. Đó thì hình số 1 này em để giá là 350k bao ship nha. Gần 2 kg quế nha cả nhà nha, nguyên một đống này, toàn là hàng về không nha. 350k bao ship hình quế này, một về này. Rất là nhiều về mẹ con này. Hai, một đây cây này, đây một cây này. Là hai này, cây to đó. Đây hàng về này, mẹ con này, là ba. Cái hàng này anh chị nào muốn sưu tầm giờ ghép lúa đồ cho nó được nhiều thì mua cái loại này giờ ghép cho lợi nha cả nhà nha. Đó. Này bốn rồi, cũng về luôn. Nói chung cây trên rừng thì một số lá đó. Bị dập tí nha cả nhà nha, không sao nha, ngọn vẫn còn nha, lá thì nó lỗi nhẹ này. Đó, bốn về đây, con về nó năm về này, đây một về nữa này, về này ba ngọn này, sáu về này, đây một về nữa, về này cây rất to, đây có hai cái con, ba con dưới trên nữa là bảy này, ở đây viên về ba ngọn nữa này. Đó, quế trắng tháng 8 cái dòng quế này nó cho sai hoa cực kỳ luôn đó nha. Rồi hoa nó là dài. Đó, 8 về. 8 về lại thêm 4 cây cây này nữa nha cả nhà nha. Đó, 4 cây quế nữa là nguyên cái đống này. Một cái 7 cái 8 nữa. Em để giá 350k bao ship. Cho hình số 1 nha cả nhà. Hình số 1 350k bao ship. Qua hình số 2 thì em có 4 cái về quế này. 5 6 ngọn nha cả nhà nha. Quế rất là to rồi mà. Có hai nha. Cây đây là hai ngọn này, một về là hai ngọn này. Cây đây có một về hai ngọn này. Rồi hai cây rời này. Hai cây rời này. Tổng cái lô này là 6 ngọn nha cả nhà nha. Cây rất là to nha. Hình số 2 này em để giá 350k bao ship luôn nha cả nhà nha. Quế ship nha. Ship cực việc luôn nha cả nhà nha. Đó. Hình số 2. Còn số 3 thì em có cái đống quế giống này. Cây rất là đẹp nha cả nhà nha. Cây toàn là ship trục luôn nha. Quế giống này. Rồi cái đống này 8 lạng để giá 300k bao ship nha. Là 8 lạng, 8 lạng chắc. Nên em cần là 8 lạng rồi. Quy một đống đó, rất là nhiều cây. Tầm mấy chục cây đó cả nhà, rất là nhiều này. Rồi cái đống này 300k bao ship nha. Đó là số 3 nha, hình số 4. Hình số 4 thì em có 3 về hàng mẹ con này, 3 cây này. Đó. Đây là một cây này, cây này rất là đẹp mà cả nhà này. Một mẹ một con này. Cây này cũng một mẹ một con này. Cây này cũng một mẹ một con này cả nhà này. Đó. Đây là hình số 3 nha cả nhà nha. Ba cây này. Hàng mẹ con này, để giá 300k bao ship. Đó hình số 4, qua hình số 5. Hình số 5 thì có 5 cây này. Đó, 1 2 3 4 5. Hình số 5 5 cây này em để giá 280k nha cả nhà nha. Rất là đẹp, cây rất là đẹp luôn. 5 cây 258. Qua hình số 6. Hình số 6 thì nó có 4 cây mà 5 ngọn này cả nhà này. Về này 2 ngọn này. Đó. Trên đây 1 cây này. Dưới đây 1 cây này. Rồi đây 1 cây. Hình này cũng 5 ngọn nha. 4 cây mà 5 ngọn nha cả nhà nha. Rồi, hình số 6 này em để giá 280k bao ship. Cây rất là to nha cả nhà nha. Rồi qua hình số 7. Hình số 7 thì còn có 7 cây này cả nhà này. 7 cây quế trắng tháng 8 này. Đó, em sắp ra cho cả nhà mình dễ nhìn. Rồi 7 cây này giá 180k bao ship nha. Toàn bộ những đơn hàng mình em đều bao ship nha cả nhà nha. Hình số 8 cũng 7 cây này cả nhà này. 7 cây. Hình số 8 này để giá chỉ 170k thêm bao ship cho 7 cây này. Và hình số 9 thì cũng 7 cây nha cả nhà nha. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 cây. Cứ một đống
17 cây đó. Em đề giá 180k bao ship nha, hình số 8. Và hình số 9. Ở đây hình số 9 nha cả nhà nha. Hình số 9 này 7 cây này cũng 180k hình số 9 nha. Bao ship nha. Qua số 10. Hình số 10 thì cũng 7 cây này. Cây này nó bé hơn cả nhà này. 7 cây đó. 150k bao ship hình số 10. Hình 11 thì cũng 7 cây. Hình này lá xếp rụt này cả nhà này. Lá xếp đẹp hơn này. 7 cây này cũng thì hình số 11 này 160k bao ship này. Rồi qua hình 12 cũng 7 cây nha. 7 cây mà 8 ngọn nha, có cây về 2 ngọn này. Đó. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này đó. Đi một khóm đó, giữa màn hình ạ. Xung quanh màn hình đó là một khóm đó là 180k hình số 12 bao ship nha. Đó là hình số 12. Qua hình 13. Hình 13 lấy 7 cây này cả nhà này. Cũng 7 cây. 7 cây này cũng giá chỉ 160k bao ship thôi, hình số 13. Qua hình 14 thì hình này có 5 cây nha cả nhà nha, 5 cây đẹp. 5 cây này to đều nhau hết. Đó. 5 cây này em đã giá 180k bao ship hình số 14. Qua hình số 15. Hình số 15 lại 7 cây nữa cả nhà này. Có cái dây này hai ngọn này, mà lá nó bị lỗi sâu ăn nha, nó có ngọn nó còn y nguyên nha. Đó, hai ngọn đó. Đó, 7 cây này. Giá chỉ 170k sau hình 15. Cho cái có 7 cây này. Rồi, qua hình 16 thì có 5 cây những cả nhà nha. 5 cây này. Đó. Hình 16 5 cây này, em để giá 170k. Mà ship nha. Qua hình 17. 17 có 7 cây này cả nhà này. Hình 17 thì có 7 cây. Hình này thì cây nó cây nó hơi cong cong, em để giá chỉ 150k thôi, bao ship cho hình 17. Qua hình 18. 18 thì em để hình này để giá 200k này cả nhà này, hai gồm hai về mỗi về 4 ngọn này cả nhà, bao ship này. Đây có một về 4 ngọn này. Lá xếp rụt này. Bạn lá cũng khá là to như cả nhà nha. Đó. Hai ngọn này. 3 ngọn 4 ngọn nằm thế bằng này luôn cả nhà, giờ mình đặt lên cái thế đứng cho lên đứng luôn nha cả nhà nha. Rồi về này cũng 4 ngọn cả nhà này. Đó. Hai về này em để giá 200k bao ship, mỗi về là 4 ngọn nha cả nhà nha. Hàng về nè thế bằng hết nha. Rồi qua hình đó là hình 18 nha, qua hình 19 có 3 cây hàng xếp trục đẹp này cả nhà, bản lá to này. Xếp lá xếp cổ địch luôn này. Đó, chấm tím rất là đẹp này, 3 cây. Còn 3 cây, cây này là 2 ngọn này. Còn mấy một con này. 3 cây này em để giá 200k nha. 3 cây này cái này vô một chậu thế đứng lên rất là đẹp nha cả nhà nha. 200k bao ship. Rồi đó hình 19 qua hình 20 thì em có một cây to này. Rồi em bỏ thêm một cái nhỏ dưới đây nó cho vô cho đủ cặp cho nó vô một chậu mình mấy con này. Đó, cây to đó. Rồi hình này thì 20 này giá 200k bao ship nha, nguyên một cây. Cây này thế này. Về cả nhà mình vô thế đứng một chậu này. Về con nha. Đó. Cái này hai cây rơi chẳng phải là hàng 10 con nha, mà em đỡ hai cây vô cho cả nhà mình ghép thành một chậu mẹ con nha cả nhà nha. Hàng thế đứng nha. 200k cho hình 20 này bao ship nha cả nhà nha. Rồi vừa thì phiên sáng này em chỉ lên cuối tháng 8 thôi, em được 20 hình. Cả nhà mình chọn hình nào thì nhớ alo giúp em nha, số điện thoại em có để trên tiêu đề ạ. Bởi vì nói chung mà chiều này thì em lên những mặt hàng khác nha cả nhà. Chiều này em có hải táo, rồi tiêu, rồi em có kiếm địa lan, nói chung là đủ loại nha, cắm cù nữa cả nha. Rồi hàng mấy cái hàng ấy đều nói chung là đủ loại nha cả nhà nha. Có kiếm hầm kiếm nữa. Một sáng nay em lên không kịp đó. Hàng về em lên kịp thì chiều em lên mấy cái mặt hàng khác cho cả nhà mình siêu tầm. Ở đây em quay sơ cái vườn nhà em cho cả nhà mình ngắm này. Thì sáng nay cũng lên rảnh. Đây cái giò kiều vàng nguyên bản từ rừng này cả nhà này. Đó, nguyên một giò tròn luôn. Đây trâu nhà mình ghép lũa. Trâu nhà mình bắt đây hoàng nhãn này cả nhà này. Hoàng nhãn tháng 4 này cả nhà này. Hoàng nhãn tháng 4 em ghép lũa. Đây là kiếm tiên vũ này cả nhà. Kiếm tiên vũ này. Đó.
Còn bộ này em trồng kiến tiên vũ nha cả nhà nha, kiến tiên vũ thì nhà em rất là nhiều. Toàn là kiến. Đây là hoàng nhãn. Kia là hải yến với lại là sóc, em biết lũa này cả nhà. Đây là lũa sóc này. Hôm nay là trâu. Đây là trâu. Hôm nay là quế trắng tháng 8 này cả nhà này. Chép được khúc lũa. Quế trắng tháng 8 này. Đây là chậu hải yến. Hải yến giúp lũa vô chậu này cả nhà này. Hải yến đường Bình Thuận nha. Đây con hải yến, nói chung mà xứ em thì hải yến mà. Thì hải yến em giúp rất là nhiều vô hết trong đây mấy cái lũa này. Còn trên kia là vàng em là kiến. Vì gà nó hàng thuần mình. Đây là cái hoàng nhãn tháng 4 này cả nhà nè. Rất là to. Em giúp 3 cây vô khúc lũa này. Tối bao mấy cả nhà thấy không? Hoàng nhãn bản lá rất là to nha. Hoàng nhãn tháng 4 nha cả nhà nha. Không phải hoàng nhãn em tháng 4 chứ không có tháng 8. Còn đây kiều này cả nhà này. Kiều giúp lũa này. Nguyên một giò kiều luôn, ghép vô cái trụ đứng cả nhà. Nó mua kiều nhiều nhiều giờ kiếm trụ ghép như đó, nó đứng lên táo mùa này cho ho thì bắt ngát luôn. Nguyên một giò này mua chừng cái này tầm cái chừng chưa tới 2 kg rồi cả nhà. Nguyên một giò kiều xâm xê luôn. Đây là kiều tím, đây là mấy cái trâu em ghép vô em chơi tết trâu rồi họ. Chung cái này chắc cũng khả năng kịp tết. Còn đây con chiều chậu kiều tím, chiều đầu em gửi hàng cho bị lộn địa chỉ cái anh ở Đồng Nai mà em gửi xuống như Bến Tre luôn. Rồi cái hàng lộn địa chỉ đây phải đi quay ngược trở lại, nay nụ ra cả nhà này, nụ thì chi chít luôn, nụ quá trời nụ luôn. Con giò này, nó nguyên giò này về lại cây đi cách cả 10 ngày nó nằm trong thùng mà cây về vẫn tốt vẫn khỏe nha cả nhà nha. Xanh mượt luôn nha. Đó, em gửi do bị lộn địa chỉ hai anh này qua anh kia, anh kia qua anh nọ, cuối cùng bị lộn địa chỉ rồi phải hòn về lại. Trời quá đẹp luôn, nụ chi chít luôn, nụ cho bác ngát. Còn đây hòn thảo sắn này cả nhà này, hòn thảo sắn đang nụ nha cả nhà nha. Hòn thảo sắn giúp lúa này cả nhà, không biết chưa khúc lúa rẻ này ra bám hết rồi này. Đó rẻ xanh đó. Này em cũng mới ghép mà này rễ ra nè. Con này hỏa hàng cam này cả nha. Ở trong vườn em thì cũng chặt rồi. Em thì ở trên kia thì trống mà nắng quá em không đưa lên được, ở dài tầng thứ hai em để cái này cho nó mát quá. Hàng mới ghép để cái này cho nó mát phát triển cây dễ hơn. Ở trên này nắng quá, trên kia thì em nghĩ để phi điệp mà nhiều. Đây là hỏa hàng cam này cả nhà này. Đó, chọn hỏa hàng cam. Còn kiếm tiền vũ thì em bắt ngát đây. Đây cũng có chọn hoàng thảo sắn. Đây, chiều nay em về cái em lên là cái địa lan hồng kiếm nha cả nhà. Hàng này em mới về chiều qua này. Địa lan hồng kiếm. Còn kia là mấy cái chậu kiều thùng như này em. Thùng kiều rất là nhiều. Đây bụi kiếm lò hội. Đây kiều. Đây cái tổ rồng vừa đầu à. Em định ship cho anh kia mà to quá em ship được thôi chắc. Em để lại luôn em treo luôn. Nó to khủng khiếp. Anh đặt rồi mà em ngại ship quá sợ vô hư rồi anh mới công anh không có nhận được nữa. Thôi em để lại luôn. Đó. Còn đây là đây quê trắng tháng 8 này cả nhà nè. Em quay em lên vàng, em quay cái vàng trên trên. Đây là quê trắng tháng 8 của giò, quê trắng tháng 8 mới ghép lũa này. Quay giờ này chắc khó thấy. Đó, giò quê trắng tháng 8 này. Hàng ghép lúa này, hàng cây cong này. Em lấy ghép lúa cả nhà mình mua ghép lúa nên mua cái hàng cây nó cong cong á, về mình ghép mình thấy nó đẹp hơn. Còn cây thẳng thì trường hợp mình cho chậu thôi. Cây chậu kiều tím miền Trung này cả nhà này. Đó, hàng này sâu em để em trồng mình làng thân lá ít. Đây cũng quế này, đây là hải âu. Còn trên đây là dạng phi điệp với nhà em, nhưng mà bữa giờ em cũng lo bán em lơ quá. Em bỏ, không chăm sóc nhiều. Còn đây là hòn nhãn tháng 4 hàng em thùng này cả nhà này. Cái này hòn nhãn nha cả nhà. Đó mà em chưa có xuất bán được. Phi điệp này, em lấy toàn bộ hàng kiến rừng hết nha. Kiến riêng từ rừng hết, kiến nguyên bản không nha cả nhà nha. Này bóc bản mua từ bản từ rừng hết. Đây là phi điệp này. Toàn là bóc bản hàng kiến không nha. Em về để
đó, toàn là mất bản thôi. Đây, đây có giò phi điệp nè, rất là dài. Nhiều giò. Đây là phi điệp nè, hàng kiến. Đây cũng có giò phi điệp rất là xum xê lên cả nhà này. Nó từ chiều dài nó gần 2 mét rồi cả nhà. Từ trên này xuống này gần 2 mét rồi. Còn đây có cái chậu tam bảo sắc, cái giò tam bảo sắc kiếp lũa này. Để trên này nắng quá. Tuy nhiên cái nhiệt độ ở cái tỉnh em nó cực kỳ nắng. Em che một lớp lưới vậy rồi mà cũng lưới này lưới có 60% nắng mà cũng chịu không nổi. Cái này chắc em định là phải che thêm nữa, che thêm một lớp nữa. Hai lớp nó chịu nổi ha. Cây mà nó nắng quá mà nó vàng hết luôn. Nó vàng lá hết luôn. Nếu cái lan mà mình nắng quá nó chịu cũng không nổi cả nhà. Mình ở cái nhiệt độ cái ánh sáng nó thích hợp nó mới phát triển nổi. Còn này để nắng quá. Vào giờ này mà nắng kinh khủng luôn. Đây em ghép một cái lũa hải yến này. Này là cái lũa hải yến. Hải yến thì em lấy hàng giống em ghép, hàng nhỏ nhỏ em ghép, và hàng lớn em bán hết cho cả nhà mình rồi. Hàng nhỏ nhỏ thì em để lại em ghép luôn. Đây hải yến, nói chung là qua em thì toàn hải yến. Đây là phi điệp. Đây cũng một chậu giò phi điệp. Đây cũng phi điệp. Còn kia là bên đây là kiều vuông em ghép đó. Để thùng để chia sẻ với cả nhà mình mà. Trên này nó nắng quá. Cái dàn bên tầng 2 này em nó nắng. Nắng kinh khủng. Chia lưới một cái hoàng nhãn này cả nhà này. Hoàng nhãn thì em thùng như rau ấy. Rất là nhiều. Còn đây giò đùi gà này, đùi gà dẹp này cả nhà thùng này. Mua một cục lúa này. Đùi gà thì nó ưa nắng, đùi gà thì đưa lên đây nó hợp lý, cây nó phát triển rất là tốt. Nó rất là xum xê luôn. Cái dòng hồng thảo đùi gà này nó ưa nắng nha cả nhà nha. Đây, có thể tạo màu sắc lá xếp trục đẹp chưa cả nhà. Cực kỳ mà chưa một lần cho hoa luôn. Em trồng 12 năm nay mà chưa một lần cho hoa luôn. Đợt này em quyết định em đưa lên cho nó phơi nắng để nó cho hoa. Cho hôm thì tạm để dưới kia. Nó mát quá. Nó không cho hoa. Đợt này em đưa lên phơi nắng luôn. Một mẹ ba con xếp trục rất là đẹp. Em tìm giò kiều tím. Hàng 66 em ghép cho lúa này. Hàng nói chung là hàng thì tím, em đọc cái hàng chậu xấu là em để lại em ghép hết. Đó, cây thân già không mà nay nó ra xâm xê đâu. Còn đây là phi điệp này. Đây cũng đùi gà này cả nhà này. Đây hải yến này, hai giò hải yến này. Cái giò nhà em có con chim nó vô đây nó làm tổ nó lẻ hai con này cả nhà, thấy không cả nhà. Đó, nó vô giò hải yến là hai con đang nằm luôn cả nhà. Dễ thương chưa? Ở trong vàng này. Ô bay rớt. Ô nó bay động nó bay được cả nhà. Rồi thì hôm nay em quay sơ cái vàng lan nhà em như cho cả nhà mình xem vậy thôi. Còn sáng nay em lên Quế, em chỉ lên Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Còn chiều nay thì em mới lên các mặt hàng khác. Rồi em cũng xin dừng clip đây. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Thôi em chào tất cả mọi người ạ.